Chào anh em nhé. Hôm nay mình làm clip này để mình giới thiệu cho anh em xem một số cây mình đã dâm ủ sống khỏe. Đây là cây linh sam. Cây linh sam siêu bông nhé. Đấy, zin nhé, cây zin nhé, không ghép nhé. Và đây là một số cây sam hương mini. Chiều tối mình sẽ làm một cái clip ký đá cho các bạn xem. Đây là cây kim quýt quái, tự nhiên lại sống liền bệ với một cái cây mai nó mọc. Ở đây là một cây hoa tử đằng nhé, cây tử đằng Ninh Thuận. Đấy, hôm trước mình có làm một cái clip là mình dâm ủ cái cây này. Đấy, cách đây chắc cũng tầm một tháng rồi. Thì ở trong gầm cái nó mọc rất nhiều những cái dễ cám trắng trắng này. Đấy, đấy, đang đâm dễ rồi. Thế cái thằng tử đằng này là nó rất là ưa ẩm, nó như là dòng tùng ấy. Các loại tùng ấy là nó hay ưa ẩm. Đây là khỏi mất thời gian cho anh em nhé. Hôm nay mục đích chủ yếu là mình mình có một cái cây kim tiền này, người ta còn còn gọi là cây sam châu nhá. Cái cây này là mua phôi từ năm ngoái, mình thấy có một cái đường lũa này, cái đường lũa âm thân rất là chắc và rất là đẹp. Đấy, thế là mình về mình dâm vào cái chậu nhựa tạm thời mình dâm vào đây. Đấy, thì đến bây giờ nó mọc cây tàn như này này, đút ở trong cái gầm kia, không có ánh nắng mấy. Nói chung là cái vườn nhà mình thì nó hơi hẹp. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em xem cái phương án mình tạo tác ấy. Mình sẽ tạo tác cái này. Dụng cụ phải có một cái kìm cảm, cụ tích cưa, cái mini đâu không cần lớn. Đầu tiên là mình xác định được cái tán của cái cây này. Thì đây, các bạn có thể nhìn thấy cái đoạn này, ngón tay này. Đấy, cái chốt này nó mọc là hơi bị xa tầm. Đấy, ý định của mình là mình sẽ hạ nó xuống. Cái chốt này xuống, thấp xuống để sau này nó cấu xẹo để chỗ đẹp. Nói chung là cây như ý nghĩa là nó rất là rất nhiều công đoạn. Mình sẽ phải cái này từ từ công thức mà. Cắt hai cái mạch của nó. Chốt này nó không đúng điểm. Đấy, và thì đầu tiên mình sẽ đưa vào cái sợi kẽm này, lấy cái tay này trước. Các bạn nhớ đo cái tán này khoảng 40 thì các bạn cắt đến 80 mét.
dùng một sợi kẽm này mình đánh hai cái tán này, nếu mà nó cứng sâu nó phải nó rất cứng, nó tạo được cứng được cái điều kiện này. Sẽ vào cái kẽ đầu tiên rồi cho các tác phẩm này. Đấy, các bạn cứ theo dõi nhé. Đấy, có thể đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Link cho các bạn tham khảo. Đầu tiên là mình vào được một chặt tiếp theo cách mình đi cái kẽm này. Sai này thì chúng ta phải sẽ thật bình tĩnh cho một bộ rất mạnh để cho anh em tham khảo. Cái này nó có cái chi đây. Cố định một sự kiện
cái dòng kiếm tiền này là nó rất là mạnh, rất là dễ sống, nhưng mà cái đặc thù cái giống này là nó lại rất là giòn. Khi mà mình không vào kẽm đúng thời điểm của nó là nó sẽ có thể là sẽ gây gãy cành khi mình làm. Đấy, chúng ta cố gắng tìm cái thời điểm đó phù hợp để chúng ta vào kẽm. Mình đi cái đường kẽm này, cảnh nó rất là giòn, như vậy nó cũng hơi bị ảnh hưởng đấy. Thì mình cố gắng để mình giữ được nó, không để nó gãy. Thế là nó có chịu được không? Đấy, nó gãy một lần này. Anh nhìn kìa. Đấy, nó gãy rồi. Cái chỗ này mình phải chuyển sang này thôi, để mình cố định cái đường thân này. Cố định cái đường thân cái nhánh bên cạnh.
thuộc Huế. Đêm đã xong, mình sẽ tiếp tục bên này. Bên này không cần rớt. Xem mình làm xếp luôn,
sẽ hoàn thiện từ từ. Mình biết rồi. Xử lý xong sau khi định hình cho tác phẩm này xong thì nó sẽ như thế này nhé. Nãy mình tính là mình sẽ chuyển chậu luôn cho em nó thả, nhưng mà mình thấy là nó chuyển chậu ngay một lúc ấy, thì nó sẽ không hợp lý. Và mình sẽ để cố thêm khoảng nửa tháng nữa. Mình sẽ để cho cái cây nó ổn định ở trong cái chậu này khoảng nửa tháng nữa. Sau đó mình mới sự tự tiến hành chuyển chậu. Bây giờ làm một lúc rồi nó cũng ảnh hưởng. Chế thức hôm nay cũng bị tổn thương. Sau khi mình xử lý về sau, xử lý về sau thì sẽ di chuyển nó vào vị trí yên tĩnh ổn định. Tay tám mình nhá.
rất nhiều ấy. Chỉ vô núi à. Được cẩm thị và giấy. Đây là từ đằng này. Bò nó leo cái chiều xuân này. Đó, nhìn những hoa này. Siro, cái siro lý đây, mình xử lý phôi là mình trồng ở cái chậu này, giờ nó đã sống rất mầm lại. Chào anh em nhé.